nay hai vợ chồng về Bến Tre chơi. Ôi, cho xin miếng đi. Đây, được chiêu úp chưa? Giờ nó cũng hơi cứng à. Từ dứa này rất là ngon. Nó béo béo mà nó thơm. Chặt dừa cũng tương đối điệu nghệ ấy nhỉ. Dân xứ dừa mà. Này. Này bây giờ mình bóc cái vỏ ra trước để lấy cái dừa để tí nữa làm mứt dừa. Này vợ mình từ nãy giờ lột được 4-5 trái gì đấy, à nhìn là 3 trái thôi, nói như hơi quá. 3 trái. Đây. Trái dừa to chà bá lửa mà lột ra được cỡ này thôi. À. Đó, được có cái đấy thôi, nhưng mà cái nước ở trong đang rất là ngon nha. Lột dừa chuyên nghiệp phết. Sẽ đi lụm thêm ít dừa nữa để về làm mứt cho đủ. Tại vì có mấy trái thì nó chưa đủ. Sẽ đi vòng vòng ra ngoài này. Ngoài này là cũng khu vực nuôi gà của mẹ. Rất là nhiều gà. Đi. Trời ơi, chơi kỳ quá, nhốt người ta ở ngoài luôn rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi đến khu vực mà có gà mà lại có dừa nữa. À, khu vực này rất là nhiều gà. Dừa đó mẹ bên đó. Ủa sao hả? Ồ, vậy là nhầm địa chỉ rồi. Chúng ta sẽ quay lại đằng sau. Rồi rồi, có dừa rồi. Để đi ra coi dừa nha. Dao bự hả? Có luôn. Đây, mang hai cái món này ra cho vợ. Đi lột dừa để tí nữa làm mứt. Đây, mọi người ra đây còn thấy quá trời ngang. Con nói mẹ cha. Cha mình nói là hỏi có phải giới thiệu ở đây là ở đâu. Nói ở đây là Bến Tre. Đây, vậy mình này. Ôi, ngồi hẳn trên trái dừa đấy. Nạo được mấy cái rồi. Đây giờ đang tách cái dừa ra khỏi trái. Cái thì mình làm cái gì đó, nói chung là làm cho nó ra khỏi cái vỏ dừa này để lấy dừa này. Mình qua trái. Cái là từ cái chỗ mép á, dễ đưa vô cho nó dễ. Ở ngoài kia kìa, cái mép chặt á, đúng rồi. Lần đầu tiên làm mất dừa. Gãy luôn cây đũa bếp rồi bắt đòn nè. Không gãy được đâu, cái này gãy người chứ. Cái dao bằng màu sủ cho nó thấy chứ cái đứa nó nhà. Trời ơi, con dao bự. Trời ơi, to thế này. Đây gọi là làm mồi trước. Đấy, được rồi, được rồi. Chả chỉ cái này một tí. À. Quay đấy, quay không nghệ thuật gì cả. Này. À. Tới, người ta sủi tới, đi sủi lui.
Để ngược mà. Để ngược mà hai cái chậu. Mấy người ta làm cái bông đó người ta ta để nguyên chắc là thành một cọng một. Dạ. Hay đây. Người ta đó thì ở trên mạng nó dòng, bào mấy cái đó, nó là nó gắn vô cái mũi khoan xong nó bào đó. Sức nữa. Cái cây cái này cũng được mà. Nhà nó bén nó cái đầu nó nhỏ hơn. À. Rất nhẹ nhàng. À. Giờ kinh nghiệm đến Nevermind rồi. À. Tiếp một cái nữa nha. Cái kia chém gió, cái này hơi cứng.
thơm lắm. Tại vì dừa này có dừa dứa ở trong nó rất là thơm. Thì bây giờ vẫn còn tiếp tục xào thêm mẻ thứ hai thứ ba nữa.